Xin chào các bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ nói về cái phần đầu tiên để các bạn hiểu hơn về cái trình quản lý doanh nghiệp. Đầu tiên chúng ta hiểu khái niệm của nó. Thì trình quản lý doanh nghiệp đó là một cái trình quảng cáo chuyên dụng cho doanh nghiệp. Hầu hết thì thường thường chúng ta sẽ có cái trình quảng cáo cá nhân như thế này. Đây. Đây là một cái trình quảng cáo cá nhân, tức là chúng ta tạo từ Facebook cá nhân. Đó. Thì tất nhiên thì cái này nó sẽ có một số cái hạn chế về tính năng, nên là Facebook họ tạo ra một cái gọi là trình quảng cáo doanh nghiệp. Thì nó có nhiều chức năng hơn. Cụ thể thì nó sẽ có những cái lợi ích sau. Thứ nhất là chúng ta có thể chạy quảng cáo bằng tệp data khách hàng này. Nếu với một cái tài khoản cá nhân á, thì tôi sẽ không làm được điều đó. Ví dụ ở đây tôi có một cái tài khoản cá nhân đi. Cái này là do cái chính sách của Facebook nhé. Đây, tôi vào đối tượng này. Thì ví dụ chẳng hạn tôi có tầm khoảng 10.000 data khách hàng cũ của tôi, số điện thoại chẳng hạn. Thì với cái tài khoản cá nhân, với cái chính sách hiện tại á, thì tôi không thể. Đây, nó sẽ bắt buộc là phải lên trình quảng cáo doanh nghiệp này để sử dụng. Đấy. Hoặc là những cái tính năng như là chia sẻ tệp khách hàng giữa tài khoản con chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn tôi có một cái pixel tôi gắn vào cái website để theo dõi người dùng, thì với tài khoản cá nhân thì tôi không chia sẻ được, và lỡ may cái nick Facebook đó mà chết thì cái tệp đó đi luôn. Và một cái tôi rất thích ở cái trình doanh nghiệp nữa là chúng ta có thể một thẻ mà chạy nhiều tài khoản, chúng ta không phải thêm lần lượt. Tức là nó có một cái là phương thức thanh toán doanh nghiệp, nên là chúng ta chỉ cần thêm thẻ vào đó một lần. Thì cái này thì tôi cũng không khuyến khích lắm, nhưng mà trong cái trường hợp chúng ta không có nhiều thẻ lắm thì tôi vẫn chạy 5, 6, thậm chí là chục cái tài khoản vào một cái thẻ thì nó vẫn ổn định. Bởi vì chúng ta bản chất nếu chúng ta thêm cá nhân á, thì chúng ta phải thêm lần lượt. Còn với doanh nghiệp á, thì chỉ cần thêm một lần. Và sau đó là khi mà tạo tài khoản á, thì các bạn chọn là phương thức thanh toán doanh nghiệp, mặc định nó sẽ chạy cái thẻ đó. Tôi để chạy cái đó và rất là ổn. Ngoài ra thì nó sẽ có cập nhật sớm hơn, nhiều tính năng hơn, nhưng mà thực sự có thể các bạn cũng dùng chưa hết, nhưng mà thường thường tài khoản doanh nghiệp, cá nhân doanh nghiệp á, thì nó luôn được cập nhật các chức năng nhiều hơn, mới hơn. Đặc biệt đợt này về pixel ấy, thì cái về phân tích của cái pixel á, thì tài khoản doanh nghiệp nó cũng rõ ràng hơn, ngon lành hơn. Tức là với lời khuyên của tôi thì các bạn hãy nên nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp. Nhưng mà tài khoản doanh nghiệp thì nó có một cái giờ đó là một thời gian mà chúng ta không chạy thì nó sẽ khóa. Nó bị vậy. Và một người thì chúng ta có thể tạo được hai cái tài khoản doanh nghiệp. Chúng ta sẽ có thủ thuật để tạo ra hai cái. Thì tạo như thế nào thì chúng ta sẽ xem ở cái video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.